toàn thân được, nhưng mà bởi vì dễ, mọi người nhìn bộ dễ nó hơi bẩn đúng không ạ? Đấy, kìa, rửa sạch đây, suối rất là sạch. Nhưng mà tốt nhất là mọi người lấy thân lá này là được rồi. Mọi người lấy cho em khoảng 50 g một ngày, tươi hoặc là khô thì dùng 20 g. Sắc với 1 lít nước, đun sôi cho em khoảng 10 phút, sau đó mọi người lấy ra uống chia làm 2 lần trong ngày. Mỗi lần uống nửa lít. Đấy, ví dụ uống lúc đói, còn nếu không uống cố được nửa lít thì mọi người có thể uống lấy một cốc trước cũng được. Đấy, một ngày cứ uống hết cho em khoảng gần 1 lít nước như thế. Đấy, rất là hiệu quả, và mọi người làm liên tục cho em từ 15 đến 20 ngày. Hoặc là nếu mà muốn tẩy theo rồi run thán định kỳ ấy, thì mọi người cũng có thể uống khoảng 10 ngày thôi. Chứ 1 năm có thể uống nhắc lại 2 lần nhá. Đấy chính là một bài thuốc điều trị rất là hay, và người lớn trẻ em đều sử dụng được. Còn với sán chó, mọi người dùng đến khi nào mà cảm thấy là mình hết ngứa ngáy khó chịu này. Đấy, vì sán chó là một căn bệnh gây ra rất nhiều khó chịu, nó là ký sinh trùng mà những người tiếp xúc chó mèo nhiều ấy, đặc biệt trẻ em bây giờ cũng gặp phải. Đây, thì hôm nay em đang đi thu hoạch mà ở quanh suối nó mọc nhiều lắm, và nó mà hoang dại hơn. Nếu mọi người mà nếu ở vùng nông thôn miền núi như em ấy thì cũng có thể sử dụng nhé. Đấy, thì có thể đi tìm kiếm, rất là dễ nhìn thấy thôi. Đấy, chính là cây mang tên là cây nghệ răng. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều.